Như các bạn đã biết, hiện tại là chúng ta đang bị chặn Facebook. Lý do tại sao thì ai cũng biết rồi, mình xin phép không được bình luận ở đây. Tuy nhiên thì hiện tại mình đang dùng nhà mạng là VNPT, không vào được Facebook trên điện thoại cũng như trên máy tính của mình. Và chúng ta sử dụng mạng 3G của Vina hay Mobi thì cũng chập chờn lúc được lúc không, đặc biệt là tin nhắn inbox Facebook lốt cực kỳ tệ. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn là làm thế nào để vào được Facebook khi bị chặn trên điện thoại. Trên Android các bạn cài cho mình một phần mềm DNS Changer thì dễ lắm. Các bạn chỉ việc lên Play Store tìm cho mình dòng chữ DNS, ứng dụng đầu tiên luôn là cái free, các bạn cài vào. Sau khi cài đặt xong, các bạn mở phần mềm này lên, giao diện của nó như thế này. Các bạn bấm mục Start và nó chuyển sang giao diện màu xanh lá cây. Như vậy là đã thành công. Và bây giờ mình xin được truy cập lại vào trình duyệt của mình, xem là nó đã vào được chưa nhé. Cái này nó sẽ có hiệu quả ngay tức thì cho các bạn. Ta sẽ vào Facebook. Và bây giờ thì Facebook của mình đã truy cập được. Đó là cách mà các bạn đã khắc phục với các ứng dụng Android, các máy Android thì cực kỳ dễ dàng. Trong khi đó với iPhone thì các bạn sẽ có những phương pháp tương tự. Các bạn truy cập vào Wi-Fi, bắt được cái địa điểm Wi-Fi của mình, như đây là Vindeptroy. Các bạn bấm chữ Y. Sau đó chúng ta sẽ đổi cái DNS này, mình chuyển thành 8.8. Rồi, ok, các bạn sẽ đổi như thế. Và mình sẽ truy cập lại vào Safari. Đây là ban đầu mình mở không được, nó đã bị chặn. Và chúng ta sẽ mở lại sau khi đã đổi DNS. Và lúc này Facebook của mình thì đã truy cập lại hoàn toàn bình thường. Và các bạn đã thấy là với những cái thao tác này, mình đã giúp các bạn thể truy cập vào Facebook trên điện thoại lúc mà chúng ta bị chặn, hoàn toàn dễ dàng. Đây là đối với Wi-Fi thì chỉ cần đổi DNS. Còn đối với 3G, các bạn cũng lên cho mình App Store tìm cái phần mềm nào mà cho phép đổi DNS. Thế anh em khen ứng dụng này là ngon nhất là Hotspot Shield, thì các bạn cài phần mềm Hotspot Shield vào. Sau đó chúng ta cũng lựa chọn vào cái dòng là cho phép đổi DNS. Thế là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cái ứng dụng Facebook Chat Inbox Messenger trong trường hợp mà bị nhà mạng chặn. Theo mình biết là các bạn sẽ còn bị chặn khá là nhiều trong đợt thời gian sắp tới. Vậy các bạn có thích, đừng quên like, share nó về, share với mọi người. Chết cha, share lên Facebook thì nó không thấy. Gửi email đi, nhắn tin cho nó cái đường link video này để các bạn đều có thể lên Facebook để còn xem nhiều nội dung content ở đấy lắm, như là các hình ảnh hài hước, vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.